chào tất cả các bạn, đã quay trở lại với kênh của Văn Nóng Lazada. Và mình lại có một kiện hàng đến từ Lazada nhân dịp mà sale 11 tháng 1. Hôm nay chúng ta cùng mở hộp và review xem là cái hộp sản phẩm này là gì nhá. Rồi, trước khi mở hộp cái sản phẩm này thì mình nhắc qua một chút thì hiện nay ở trên Lazada đang diễn ra chiến dịch sale to nhất năm và chỉ diễn ra duy nhất vào ngày 11 tháng 11. Các bạn có thể nhấn liên minh dưới để tìm những sản phẩm mà mình yêu thích tại Lazada và đặt báo thức đến 0 giờ sáng ngày 11 tháng 11 để thanh toán và sở hữu những món hàng mà các bạn đã yêu thích. Và đừng quên ấn vào dưới thì cũng có link và sưu tầm ngay các voucher giảm giá độc quyền của Văn Nóng với số lượng có hạn thôi. Đó, một chút thông tin về chương trình 11 tháng 11. Bây giờ chúng ta cùng mở hộp cái sản phẩm này xem như thế nào nhá. Rồi, có hộp thì mình sẽ review theo kiểu có hộp. Rồi, mình sẽ nhận được cái sản phẩm này là từ công ty Urban City ở Hoàng Anh Gia Lai, Thanh Bình, phường chẳng biết ở đâu. Đây gửi cho mình người Văn Nóng này. Nhận được từ 247 Fred nhá. Rồi, sẽ rạch ra để xem nó có cái gì nào. Em này là em gì đây? Chắc các bạn nhìn theo đề cái video thì các bạn biết đây là sản phẩm gì rồi. Mình cũng chưa biết, tại vì mình mới làm mở hộp. Rồi, wow. Như vậy chúng ta sẽ nhận được một cái sản phẩm của OK. Mình nhìn thấy đây rồi, một sản phẩm của OK. Lần trước có làm review một chiếc tai nghe của OK rồi, EP bao nhiêu đấy. Rồi bây giờ tiếp theo là một sản phẩm nữa của OK, chính hãng luôn nha anh em. Tất cả các sản phẩm mà mình review ra đây là chính hãng hết. Rồi, mình đang cầm trên tay cốc sạc nhanh Omnia OK PAB1 cổng Type-C với công nghệ là Power Delivery 20W chính hãng. Sản phẩm này được đang bán trên Lazada với giá là 590.000 đồng. Nhưng mà trong dịp sale 11 tháng 11 thì sản phẩm này sale xuống giá chỉ còn là 390.000 đồng thôi. Đó, một em sạc giá đến tận gần 549.000 đồng. Trời ơi, không biết nó có những công nghệ gì. Rồi, đây là đầu tiên mình cầm thử cái sạc mà giá lớn đến như vậy. Rồi bên ngoài của nó là OK Ultra Millimia. Ô, sao ghi cho mình là Omnia mà đây lại ghi là Ultra nhỉ? 20W. Mã thì đúng là PAB1Y này. Đây, nó có công nghệ như là Ultra Compact and Portable, tức là rất là nhỏ gọn và cực kỳ cơ động, với công nghệ hỗ trợ sạc nhanh nhân đến 3 lần. Và với công nghệ là Power Delivery thì nó có thể sạc đến 20W. Wow, một con sạc nhanh 320W, khủng khiếp đấy. Rồi, nhãn hàng đến từ OK, một cái nhãn hàng rất là lớn đến từ thương hiệu của Đức. Rồi, rồi bên ngoài của nó thì xem là có những cái gì nào. Như vậy sẽ có một cái tem chính hãng của OK để anh em có thể cào để lấy xem, check xem cái sản phẩm của chính hãng. Tất nhiên cái sản phẩm này là chính hãng rồi. Đây, nó là PAB1Y. Cái sạc này sử dụng được điện áp 100-240V. Ờ đây, sử dụng là USB Type-C cổng ra với là 20W với chế độ DC 5V 3A, 9V 2.2A. Nếu mà nó sạc chế độ 18W Quick Charge 0 thì dưới này còn có mới công nghệ này, DC 5V 3A, 9V 2A, 15V 2A. Như vậy con này thì nó sẽ có hai chế độ sạc nhanh này. Nếu mà nó dùng chế độ 20W PD, tức là Power Delivery 3.0, thì nó sẽ ra DC 5V và 3A, 9V là 2.2A. Còn nếu mà sử dụng công nghệ là 18W Quick Charge 2.0 thì nó sẽ ra DC 5V là 3A, 9V 2A nhá. Cái dòng này nó sẽ thấp một tí và nó sẽ ra được cả 12V 1.5A. Và công suất max thì nó sẽ là 20W. Và cái kích thước của nó là 2.88 x 2.88 x 3.5mm, rất bé luôn. Và trọng lượng thì cực kỳ nhỏ, chỉ có 30g. Wow, một con sạc siêu nhỏ, cả về kích thước lớn trọng lượng. Wow, hộp ngoài màu xanh rất là đẹp, có cả tem niêm phong của OK này. OK này bóc mất siêu rồi này. Đây là cái này chắc là mã part number này. Mặc dù OK của Đức nhưng mà đây thì mình vẫn thấy ghi là China Quang Đông. Wow, công nghệ của Đức thôi. Nhà máy thì chắc vẫn ở Trung Quốc. Mở ra xem nào. Tí mình sẽ điểm qua một số các cái thông số chính cho anh em quan tâm đến cái sạc này, xem có những cái gì. Sạc không anh ạ, có mỗi cái sạc thôi, không có cáp cũng gì cả. Wow, đây có một đống sách này. Wow, hết rồi. Hộp cực kỳ đơn giản luôn. OK 20W, xem nào. Đây cái thông số là cách cắm này. Con này dùng Type-C nha anh em. Rồi Type-C à, chết rồi. Type-C là phải kiếm cáp Type-C rồi. Wow, tàn chữ Trung Quốc thôi. Cái tem chỉ gì đây. Đây, 500.000 chúng ta sẽ có một em sạc này. Rất nhẹ nhàng, rất đẹp, cầm rất là sướng luôn anh em, rất là sang xịn mịn luôn. Ghi chữ PD là Power Delivery, công sạc, công nghệ sạc của nó. Có một cái biểu tượng Type-C ở đây. Hết rồi. Mặt đằng sau chúng ta sẽ có đây các cái thông số của nó đây này.
như mình vừa đọc thôi, 20W PD thì nó sẽ là 5V 3A, 9V 2.2A. Đó. Rất nhỏ gọn, nhìn rất giống cái sạc iPhone, nhưng mà chúng ta sẽ có cái logo của nhãn hàng OK ở đây. Đó, OK này, đó, anh em nhìn không? OK nhá. Xịn sò đấy, 500.000 củ sạc ấy cơ mà. Nó sử dụng một cái cắm là chuẩn 2Z bình thường thôi. Rất là nhỏ, rất là bé, nhưng mà cái nguồn năng lượng của nó mang lại rất là nhiều. Rồi chúng ta sẽ điểm qua một chút các cái thông số của cái sạc này thì nó có những cái tính năng gì nhá. Điều đầu tiên mà chúng ta cần phải nhắc đến đối với cái chiếc sạc 20W OK Mini A PA-P1 này, đó chính là nó có một cái tầm vóc là cực kỳ nhỏ bé, siêu nhỏ gọn, nhưng mà nó lại thể hiện một sự đẳng cấp sạc nhanh rất là vô cùng mạnh mẽ. Và theo như giới thiệu của OK thì đây là một chiếc sạc Ultra Small và Full Speed, tức là siêu nhỏ, siêu nhanh. Và đây là một chiếc sạc có thể nói rằng cốc sạc iPhone tốt nhất trên thị trường mà tất cả các bạn đang tìm kiếm. Và với chế độ sạc nhanh gấp 3 lần thì nó chỉ cần 30 phút nó đã có thể sạc từ 0 đến 50%. Và nó sẽ nhanh hơn tất cả các sạc thông thường. Chúng ta sạc thông thường, chúng ta sạc 30 phút thì chúng ta chỉ tầm khoảng được 20% với cái cốc sạc thường có thông số là 5V 1A. Nhưng với cái cốc sạc Omnia này thì nó lên tới là 50% cái dung lượng sạc luôn. À, với công nghệ sạc nhanh hơn nhưng mà nó lại có một cái giao diện lại nhỏ hơn đến 50%, nhanh hơn 50% và nhỏ hơn 50% so với các cái sạc như là của Apple hay là những cái sạc USB Type-C 18W trên thị trường khác. Và một cái đặc điểm của cái sạc OK 20W PD này thì nó sẽ tương thích với rất nhiều các cái thiết bị như là từ iPhone 8 cho đến tận là iPhone 12. Và đặc biệt là cái sạc này thì nó sẽ rất là phù hợp với cái iPhone 12 mới ra mắt, iPhone 12 series chẳng hạn. Và một số các cái chế độ mà bảo hành với OK này thì cái sạc này sẽ được bảo hành 24 tháng và OK sẽ một đổi một và không qua sửa chữa, tức là lỗi các bạn đến các bạn sẽ được đổi ngay một sạc mới. Đó. Và với cái thiết kế nhỏ gọn như này thì rất là cơ động, mình có thể mang đi mọi nơi mọi lúc, để trong túi rất là nhỏ gọn, trong túi xèo chéo, để trong túi quần hoặc là để trong những cái hành lý khi mà chúng ta đi du lịch, đi làm, đi công tác, rất là phù hợp luôn. Và đây là một thiết bị hết sức an toàn. Nó có rất nhiều công nghệ như là chống quá dòng, quá nhiệt và quá tải, và tương thích với rất nhiều thiết bị sản phẩm chính hãng của OK. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ thử nghiệm cái tính năng của con sạc Omnia này. Ở đây thì mình có 3 thiết bị mình sẽ sử dụng cho bài test này. Đó chính là mình sử dụng một con GoPro 8 Black, con này thì cũng ra GoPro 9 rồi. Một chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 5A với cổng là sạc đây, có micro USB. Và mình sẽ dùng một con Nokia, con này sẽ dùng cáp là Type-C. Con GoPro này thì nó cũng dùng cáp là hình như là Type-C thì phải, đúng rồi, cáp Type-C. Rồi mình sẽ thử luôn cái sạc này. Đầu tiên là với cái chuẩn cắm như này, cổng Type-C này, tôi chết rồi các ông ơi. Với cái Type-C này, nếu mà hãng OK họ không cho kèm cáp đi kèm thì rất là khó cho người sử dụng là đi kiếm cái cáp hai cổng như này. Hiện tại mình đang hình như không có. Đây, cái cáp Type-C mình có là một cáp Type-C này. Cáp Type-C này, Type-C của Bazzi cũng ở trên Lazada. Đây, Type-C đây, nhưng mà một đầu Type-C, một đầu nó là USB cơ. Thì làm sao nó có thể cắm được vào cái con sạc này đây? Trời ơi. Hay là cái cáp sạc thường này của mình thì cũng không cắm được, tại vì đây là chuẩn Type-C. Như vậy cái cáp này thì không sử dụng được. Cáp Type-C mà đi kèm điện thoại của Nokia hay Samsung thì cũng không sử dụng được. Mình sẽ thử sang cái bộ của GoPro xem nào. Bộ GoPro này thì nó cũng có cáp đi kèm. Đây, đây là bộ kiện GoPro của mình đây anh em này. Bộ kiện GoPro thì nó cũng sẽ có cáp mà đây Type-C. Nhưng mà Type-C này đây cũng GoPro, cáp xịn của GoPro, nhưng mà một đầu USB, một đầu Type-C. Vậy thì làm sao mà có thể cắm được sang cho cái thằng sạc này bây giờ? Như vậy thì với tất cả các cáp mình đang có thì không cắm được cho cái sạc này. Sẽ mang con ngan về. Đây mình có một cái đốc sạc của Kingma. Cái đốc sạc này thì nó sử dụng hai cổng luôn là micro USB và cả Type-C. Nhưng mà cũng không có cáp nào mà có thể cắm được sang cái này. Mình thử tìm cái phụ kiện của gimbal xem có cáp cắm thằng này không nhá. Đây. Đây chính là em GoPro, em gimbal. Cái này trước mình cũng mua ở trên Lazada, con gimbal Vibo 2 này. Nào thử xem nào. Hy vọng rằng cái con gimbal Fayutech này thì nó sẽ có cái cáp để có thể. Đây chính là cái gimbal đây. Cái gimbal này nó sẽ có một cái bộ cáp khá đặc biệt.
Đó chính là tại vì Vimbo 2 thì nó có sẽ có một cái lớp sạc. Con này thì nó sẽ vừa là sạc vừa là làm cái dự phòng. Đây. Con này vừa kết hợp là gimbal vừa là sạc dự phòng luôn, và đi kèm nó sẽ có một cái túi cáp như này. Mình thử xem là cái túi cáp của cái gimbal này có sử dụng được cái sạc ok này không. Hãng này cũng công nhận hơi chối nhỉ. Nó không cho cáp thì làm sao mà cắm được cái này. Có thể là các bạn dùng iPhone thì con này sẽ có thể là có cái chuẩn cáp này chăng. Một đầu Type-C, một đầu Lightning chẳng hạn. Mình không dùng iPhone thì mình cũng không rõ lắm. Đây là một đầu micro USB, một đầu Lightning của iPhone này. Một đầu Type-C, một đầu USB của... Đây, hai đầu USB này. Chắc là mình sẽ sử dụng được cái cáp này. Nó là một đầu Type-C và một đầu là micro USB. Thì khả năng mình sẽ dùng cái này mình cắm được này. Như vậy mình có mỗi cái cáp duy nhất cái này để thử sạc cái sạc ok này thôi. Rồi, cắt bớt các phụ kiện này, chúng ta sẽ thử cái em sạc ok này. Rồi, chúng ta sẽ cần một ổ cắm điện. Rồi, để cắm điện ghi mà thử nhá, xem có nổ. Rồi, bây giờ mình sẽ thử với cái này thì giờ mình chỉ sử được là có thể là mình sạc được cho gimbal này. Sạc được cho gimbal. Hai thiết bị này thì không cắm được để Type-C rồi. Mặc dù cổng Type-C nhưng không thể là cắm được cho Type-C. Thế mới củ chuối. Cái này nếu anh em dùng anh em phải mua cáp Type-C hai đầu nhá. Ở đây thì mình đã không có nên mình sẽ thử tạm sang là mình sạc cho con Redmi 5A này xem. Với cổng micro USB. Thử xem nào. Không biết có sạc được không. Ồ, như vậy là không sạc được anh em. Củ chuối nhở. Thử đổi sang cổng khác xem. Như vậy thì không sạc được nhá. Sạc được. Không sạc được cho cái này rồi. Mình thử sạc sang cái dock của Kingma xem. Bây giờ mình sẽ lấy thử cái pin này. Đây là pin của GoPro. Chúng ta thử cắm xem được không. Ồ, như vậy cáp này không dùng được nha anh em. Củ chuối nhỉ. Như vậy là không sử dụng được. Không sử dụng được. Căng nhờ. Tình hình là loay hoay một lúc với cái đống cáp này anh em ạ. Chả có cái cáp nào mà có thể sạc được với cái ok này. Hiện tại là cái đống thiết bị mình có thì không có cái cáp nào có thể sử dụng được cái chuẩn này cả. Đây cũng một cái rất là đáng tiếc khi mà có cái em sạc ok Omira này. Không có cái gì để có thể cắm được. Giá như ok tạm kèm cho người dùng một cái cáp này để mình có thể sạc được thì tốt hơn biết mấy. Tuy nhiên mình nghĩ rằng với cái sản phẩm một cái sạc cao cấp như này thì đi kèm nó sẽ là một cái bộ phụ kiện mà cáp người ta sẽ bán kèm cho người không tặng kèm cho mình rồi. Cũng rất một điều hết sức là đáng tiếc. Như vậy ngày hôm nay thì thử nghiệm cái sạc cái thất bại, có cái sạc này nhưng mà không có cái gì mà để có thể cắm được. Chắc là có lẽ mình sẽ phải mua thêm một cái cáp khác để thử cái sạc ok này. Chắc là hẹn các bạn một video khác. Rất tiếc hôm nay chúng ta không thử nghiệm được cái này. Rồi, như vậy ngày hôm nay chúng ta vừa review và đánh giá thử cái sản phẩm cốc sạc nhanh 20W Omnia OK PA-B1 ở trên Lazada. Một cái sản phẩm hết sức nhỏ bé nhưng có cái tính năng hết sức là mạnh mẽ. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Và nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhấn like, subscribe ủng kênh và chờ đón các video tiếp theo. Hoặc là có câu hỏi gì liên quan đến sản phẩm này thì hãy để lại comment bên dưới video. Và nhớ đừng quên sale 11 tháng 11 diễn ra ở trên Lazada nhé.